Hi, xin chào các bạn, là Combi Dome đây. Hôm nay mình có hai tấm hình nhưng mà chưa cho các bạn coi. Cái này thì lúc mình còn 4 tuổi nè. Nhá. Mình trên trường nè. Đó các bạn thấy chưa? Người ta chụp cho mình. Đó, mình đang ở trên trường rồi người ta chụp cho mình đẹp chưa? Còn đây cái tấm hình ở trên kia bạn đó. Đó có hai tấm hình của mình. Đó bạn, cái tờ này của cậu Đức mình làm á, làm quá trời Pikachu luôn các bạn. Nhưng mà tớ chưa nói gì, hai con SCP này, SCP Edit cặp chung cá, SCP nữa là SCP một con gái trong nước nhá. Đây như con người đó bạn. Đó bạn. Ui, có con kiến nhỏ nè. Ui, nó vòi lên tự các bạn. Mình cho các bạn coi. Đó. Nhà đồ chơi mình. Coi này các bạn. Mình lấy cái nước giữa tay. Mình sơn nước này nè. Đó. Các bạn thấy hình đẹp chưa? Nhìn vô tấm hình nó đẹp đó các bạn. Là cái điện thoại các bạn. Con nhìn ra ngoài nó xấu lắm, nó màu cam đậm lên. Để tớ hỏi mẹ mình là cái đó có phải là màu cam đậm không. Mẹ ơi, cái này có phải là màu cam đậm không? Mẹ coi coi. Để vô cái điện thoại cho mẹ nhìn là nó phải là màu cam đậm không. Các bạn ơi, nè, để vô cái hình nè, nó ra màu cam, có phải màu cam đậm không mẹ? Đúng. Màu cam đậm các bạn ơi. Đó, màu cam đậm mà tên hình nó da đẹp quá các bạn. Ước gì mình cái rồi các bạn, thấy đẹp chưa? Trời, sẽ chụp lại tấm hình này nè. Trời, tớ thấy